Thưa quý vị, trong khi các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và Nga trên lãnh thổ Ukraine vẫn vô cùng khốc liệt, thì chiến sự Nga-Ukraine mới đây lại leo thang sang giai đoạn mới khi Moscow cáo buộc Kiev phóng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất sang một tỉnh của nước này. Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang là tâm điểm quan tâm của thế giới. Trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đắc cử bầu cử Tổng thống Mỹ, thế giới lại càng kỳ vọng sự quyết đoán của ông Trump sẽ có tác động với cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua này. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phỏng vấn một số chuyên gia về những ảnh hưởng của ông Trump lên chiến sự Nga-Ukraine thời gian tới. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Ryansk, Nga. Một số trong tên lửa đã bị đánh chặn, theo đài RT. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã bắn 6 tên lửa ATACMS vào sáng sớm ngày 19 tháng 11 giờ địa phương. 5 trên 6 tên lửa này đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không S-400 và Panzer, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống một địa điểm quân sự của Nga ở Ryansk, gây ra một vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn này đã được xử lý, bộ này cho biết thêm. Quân đội Nga tuyên bố rằng không có thiệt hại nào sau vụ việc. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin về vụ tấn công được đưa ra 2 ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công vào bên trong nước Nga. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin. Thưa chuyên gia, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba mà vẫn chưa có lối thoát. Khi tham gia tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump luôn khẳng định rằng ông sẽ chấm dứt chiến sự này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vậy theo chuyên gia, với việc ông Trump trở thành Tổng thống thì có mở ra lối thoát cho cuộc chiến này hay không? Mặc dù nhiều người cho rằng là ông Donald Trump ông ấy khó đoán, ông ấy hay thay đổi lắm và không muốn cho ai đoán được ý ông làm gì. Nhưng mà cũng có những cái điểm ông ấy cũng phải thống nhất thôi. Cái việc mà ông ấy tuyên bố rằng là trong 24 tiếng đồng hồ chấm dứt cái cuộc chiến Ukraine, nó cũng có cái cơ sở phần nào. Bởi vì cái quan trọng nhất của Donald Trump là ông tập trung vào phát triển về kinh tế và mang lại lợi ích kinh tế cho người dân Mỹ. Điều này thì chúng ta không nghi ngờ gì. Và người Mỹ cũng tin ông điều đó bởi vì ông có một tư duy không phải là một chính trị gia, cũng không phải là một chiến lược gia, mà là một doanh nhân. Doanh nhân là đi tìm kiếm lợi nhuận, chứ không phải là nói những câu chuyện nó xa xôi. Và đó là một điều khác biệt đặc biệt của Donald Trump, và có lẽ đấy cũng là một cái điểm đặc biệt. Mặc dù ông Donald Trump khó đoán như vậy, nhưng ông phải có những cái vấn đề và như đã trao đổi là ông phải tập trung vào phát triển kinh tế. Và phát triển kinh tế thì làm gì? Phải khiến cho cái thu nhập người dân nó cao hơn. Mà cao hơn bằng cách nào? Thì ông phải nói như một doanh nhân đơn giản là gì? Tăng thu và giảm chi. Và một cái khoản chi rất lớn đó là gì? Nước Mỹ đã phải viện trợ cho Ukraine, viện trợ cho Israel trong cuộc chiến. Và chúng ta đã biết là từ bắt đầu cuộc chiến Ukraine tới nay thì Mỹ đã viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, mặc cho nên mới dẫn cuộc chiến nó kéo dài như thế này. Và nếu mà tiếp tục viện trợ thì cuộc chiến nó vẫn cứ thế thôi, và khó mà có thể đảo ngược được kết quả lắm. Và chính vì vậy cho nên Donald Trump ông thấy một cái điều là nếu mà đầu tư vào một cái dự án này nó không mang lại lợi ích thì tại sao phải đầu tư nữa, mà không cắt lỗ nó đi để chuyển sang một nơi khác. Thì với cái tư duy thực dụng như ông đã nhìn thấy điều đó, và có lẽ với cái tư duy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ông sẽ sớm gây áp lực để Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu một điều rằng là khả năng ông ấy sẽ sớm chấm dứt, gây áp lực để sớm chấm dứt cuộc chiến Ukraine là có thật. Bởi vì ông ấy tuyên bố rằng là nếu mà Ukraine không ngồi vào bàn đàm phán với Nga thì ông sẽ không viện trợ nữa. Mà không viện trợ nữa thì rõ ràng là Ukraine làm sao có sức để mà theo đuổi cuộc chiến lúc này được. Và vì thế cho nên điều đó cũng là một cái khả năng rất lớn có thể xảy ra. Cái này tôi nghĩ đây là một cái điểm yếu hay là một cái điểm mù mờ trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. So với các cái điểm khác thì ông hết sức là rõ ràng. Nhưng mà đối với cái điểm mà ông nói là ông có thể giải quyết cái vấn đề xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng một ngày, thì tôi hết sức là cái nghi ngờ về cái chuyện này. Và ông cũng không nói rõ là ông sẽ giải quyết nó bằng như thế nào. Tất nhiên là có một số người thì họ tôn sùng ông Trump thì ông nghĩ rằng là ông Trump ông có thể đưa ra những cái giải pháp, đừng có lo. Tuy nhiên thì cái vấn đề Nga và Ukraine nó là một cái vấn đề hết sức là phức tạp, và tôi nghĩ rằng nó không dễ dàng giải quyết trong cái thời gian sắp tới.
Tuy nhiên thì chúng ta có thể biết rõ rằng là ông có thể là cắt giảm viện trợ cho Ukraine, và có thể là, và cái điều này có thể là khiến nước Nga, một cái quốc gia liên quan trong cái cuộc xung đột, cảm thấy là nhẹ nhõm hơn, và họ có thể giúp họ thực hiện có một số cái lợi thế trên chiến trường. Và thực tế hiện nay thì họ cũng đang có cái lợi thế trên chiến trường. Thì đây nó là có phải là một cái cách để giúp một cái bên tự thua và bên kia chiến thắng, là một cách để giải quyết cái cuộc xung đột nhanh chóng hay không? Tuy nhiên thì tôi vẫn cho rằng là ông Trump rất khó để có thể giải quyết cái cuộc xung đột trong vòng 24 tiếng như là ông mong đợi, bởi vì chúng ta cũng thấy là ông Putin, tổng thống của Nga, không dễ dàng là một cái người mà dễ bị bắt nạt hay là bị người khác kêu là mình phải làm gì, bước vào cái cuộc đàm phán hòa bình theo những cái cách như thế nào. Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải chờ đợi thêm một cái thời gian nữa. Xin cảm ơn ý kiến của các chuyên gia. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.